Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn hơn 20 năm đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục Đào tạo các bạn nha. Thì cái file này các bạn nè, các bạn nào quan tâm á, lên page học với tôi channel của thầy tải nha. Thầy đã giải hơn 20 năm đề thi chính thức rất là hay của Bộ Giáo dục các bạn nha. Ở các video trước đó các bạn, thầy đã giải tới đề năm 2021 và thầy đã hoàn thành tới câu 30 của đề thi này các bạn nha. Ở trong video này, thầy sẽ hoàn thành phần cuối của đề thi. Đây chính là bài đọc hiểu các bạn nè. Bài đọc hiểu. Để làm tốt bài đọc hiểu, các bạn cần có khối lượng từ vựng phù hợp. Và bạn có kỹ năng làm bài, luyện tập nhiều các bạn nha. Câu số 31 các bạn nè. Đoạn văn chính này về cái gì? Cái này để làm sao cùng các bạn nha. Đó, để làm sao cùng. Nhưng mà ở đây thì làm luôn nè. Chúng ta học qua màn hình á, nên là tránh kéo lên kéo xuống thì làm luôn nè. Một cái sàn đặc biệt mà tạo ra điện. Bạn chọn câu A. Bởi vì trong đây nói các bạn nè. Một công ty nước Anh đã tạo ra một cái sàn đặc biệt. Đó. Cái mà được làm bằng những cái viên gạch hình vuông. Làm những câu bên dưới sẽ làm được câu 31 dễ chịu hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta qua câu số 32 các bạn nè. Theo đoạn văn 1, cái sàn này tạo ra điện khi nào? Bạn chọn thay câu B nè. Khi một ai đó bước lên nó. Trong câu này nè. Đó, rất dễ chịu luôn các bạn nha. Một ai đó bước lên nó nè. Thay qua câu tiếp theo nè. Cái từ use for nè. Nghĩa tương tự từ have for các bạn nha. Không cần phải đọc bài luôn. Không cần suy luận luôn. Bởi vì mấy chữ này nó khác biệt quá. Rồi người ta hỏi các bạn chữ đây này là gì nè. Đây là shop owners các bạn nha. Là câu D. Vì sao câu D các bạn? Bởi vì nè, chữ đây nè. Họ muốn để biết chính xác thời điểm nào có nhiều khách hàng. Họ là shop owners các bạn nè. Thay qua câu cuối cùng các bạn nha, cái nào không được đề cập. Trong câu số 35 á, bạn chọn thay câu A nè. Nó giúp cửa hàng thu hút khách hàng nhiều hơn. Câu này không đề cập các bạn nha. Không đề cập một cách rõ ràng. Trong bài á chỉ nói là muốn ghi nhận bao nhiêu số lượng bao nhiêu người tới thôi. Còn trong bài của chúng ta nè, người ta nói nè, sản xuất điện rất là rẻ nè, đó, rẻ tiền đó. Và nó rất là thuận lợi trong cái khu vực đông đúc nè, các bạn nha. Và nó cũng rất là hữu ích, đó, useful nè, hữu ích nè, là tốt đó các bạn. Không có nói là thu hút khách hàng. Thầy đã xong tới câu 35 các bạn nha. Bây giờ thầy chuyển sang phần đọc hiểu thứ hai nè. Cái nào dưới đây tốt nhất là tựa đề cho đoạn văn? Hồi nãy thầy nói đó. Làm sau cùng các bạn nha. Rồi câu này để sau cùng làm nè. Cái từ switch là chuyển đổi. Theo nghĩa trong bài đó, bạn chọn thầy chữ change các bạn nè. Quen với cái text messaging rồi. Khó để mà quay trở lại là change đó. Còn chữ phát minh là tạo ra các bạn nha. Nhìn thấy làm luôn rồi. Không cần phải dài dòng. Invented, created tương tự nhau nè. Câu 39 các bạn nè. Câu 39. Theo giai đoạn văn 3 đó. Thì cái việc mà nhắn tin á, ảnh hưởng tới sinh viên thế nào? Câu 39. Bạn chọn thầy câu B nè. Khả năng của sinh viên viết những câu đúng dài dần dần giảm. Thầy chọn câu B bởi vì chỗ này nè. Đó, cái câu này nè. Bạn thấy y chang luôn không? Chang luôn đó. Rồi thầy qua câu tiếp theo nè. Câu 40. Cái từ đâm là gì các bạn nè? Là bài tập về nhà. Bởi vì chỗ đây bạn thấy nè. Send đâm cho giáo viên. Send đâm là send cái assignment này nè. Đó. Rất dễ dàng nhận ra. Cái nào không đúng thầy chọn câu B nha.
ngữ pháp và chính tả không quan trọng cho việc giao tiếp ở trường. Câu B. Bởi vì câu này nói bạn nè. À đây nha. Từ từ chờ xíu. Đây nè, đó. Correct spelling grammar thì cần thiết. Cần thiết, còn kia là không quan trọng. Không đúng nha. Rồi thì qua câu 41 các bạn nè. Cái nào dưới đây có thể được suy luận về động văn? Câu số 42. Bạn đã chọn thầy câu B, câu D đúng nè. Sinh viên nên biết cách sử dụng cái này phù hợp cho mục đích của chúng. Sử dụng phù hợp cho mục đích của chúng. Đây nè. Tìm những cách sử dụng công nghệ như là một công cụ tích cực. Một công cụ tích cực mang lại cái tốt. Đó là mình phải khai thác nó làm cho chúng ta tốt hơn. Chứ chúng ta không có tệ hơn. Nãy giờ làm những câu bên dưới thì câu nào phù hợp tốt nhất cho tựa đề của đoạn văn câu 36 nè. Cái việc nhắn tin á đang tác động thế nào tới với việc viết của sinh viên? Rồi những cái trường những cái trường học á đã thay đổi công nghệ như thế nào? Đó, thấy câu B nó sai đó. Cái gì được làm để nâng cao chất lượng nhắn tin? Sai đó. Giáo viên dạy nhắn tin như thế nào? Ui câu A đúng các bạn. Mấy câu kia bạn đọc ra thấy nó ngộ lắm nha. Câu A đúng. Cái việc nhắn tin đang ảnh hưởng thế nào với cái việc viết của sinh viên? Đã xong câu 42. Bây giờ chúng ta qua câu 43 nè. Hiện tại Mai không cảm thấy khỏe. Hiện tại nó không đi được. Thì đây chính là câu ước các bạn nha. Đây chính là câu ước. Câu B nè, hoặc câu C là câu ước đó. Câu A có nói, các bạn nói thầy câu if cũng được nè. Nhưng mà đây hiện tại và đây quá khứ hoàn thành là sai nè. If sai rồi. Còn câu ước nè, ước trái hiện tại ta dùng quá khứ hoàn thành là sai. Ước trái hiện tại thì dùng quá khứ. Phía sau bút khứ cộng với mờ. Đó. Nhìn dễ. Còn câu này với điều kiện là, không có với điều kiện là nha. Với điều kiện là nó không đi được. Kỳ quá. Thay qua câu số 44 các bạn nè. Sinh viên được cấm mang điện thoại vào lớp học. Đây thì hiện tại. Rồi chỗ này thì quá khứ nè. Thầy bỏ bớt nè. Đó, thầy bỏ bớt cho nó dễ nhìn. Đây quá khứ đó thầy bỏ. Nha. Không trong trường hợp nào sinh viên bị cấm. Có nghĩa là cho nó xài thoải mái. Các bạn nha. Đó, cho xài thoải mái đó. Sai, câu này sai nghĩa. Không trong trường hợp nào sinh viên được cho phép. Ôi câu này đúng các bạn nè. Đảo ngữ luôn. Rồi thì chọn luôn. Còn câu này nè. Không đời nào sinh viên được cấm. Không hợp nghĩa. Câu B hợp nghĩa. Đó, được cho phép. Không đời nào được cho phép mới đúng. Rồi thì qua câu 45 các bạn nè. Đây là câu tường thuật các bạn nha. Tôi có nhiều bài tập để làm Hà nói. Câu này hỏng, câu B câu C sai nè. Bạn nhìn vô bạn thấy câu B câu C sai rồi. Nha, câu 45 á, bởi vì nó hiện tại. Thầy chọn câu câu D, bởi vì he she đó nha. Nè, anh ấy nói cô ấy có nè. Câu này tự nhiên tôi có nè, sai. Thầy vào câu 46 nha. Cô ấy đã gọi cho bạn thân cách đây 2 tháng. Cô ấy đã không gọi cho bạn thân được 2 tháng. Câu cổ điển này. Câu trên thì quá khứ đơn, ở đây thì hiện tại hoàn thành nha. Đó. Câu cổ điển. Thầy qua câu tiếp theo nè. Đây là không cần thiết. Có nghĩa là không cần mang nha. Còn không thể mang, phải mang, sai á. Thầy qua câu tiếp theo nè. Câu 48. Cậu bé có nhiều trò chơi. Nhưng mình không chơi bây giờ, chơi với chúng. Có nhiều trò chơi đó bác. Là số nhiều. Thì chỗ này thầy dùng số nhiều luôn nha. Chỗ này thầy dùng số nhiều luôn bạn nè. Thì nó mới đúng. Ở đây bạn chọn thầy chữ đầm nè. Đó. Bạn chọn thầy câu D nha. Đó, đầm. Rồi thầy qua câu 49 các bạn nha. Câu 49 nè. Phát ngôn viên có một cuộc đấu tranh rất vất vả để tìm kiếm một giải thích
Cái mà thì dễ hiểu, cái mà dễ hiểu cho người không có chuyên môn. Người không có chuyên môn, chữ này thông minh. Các bạn có một tính từ khác nữa các bạn ạ. À, đây chính là dễ hiểu nè. Đó, dễ hiểu nha, mới hợp nghĩa, dễ hiểu nè. Thầy đã xong câu 9, chọn thầy câu câu C các bạn nha, mới đúng nghĩa. Còn câu 50 nè, cái từ last week, ôi nhìn vô phát biết làm luôn các bạn. Đây chính là chữ borrow thì quá khứ các bạn nha. Thầy cảm ơn các bạn đã theo dõi video của thầy. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn bạn ở các video tiếp theo. Thầy dừng đây.